Ngọc ạ. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn đó là cái máy tin dòng công nghiệp của một hãng khá là nổi tiếng ở Mỹ, đó là của hãng Honeywell. Có mặt sản phẩm là BM42. Thì cái máy mà in mã vạch này á, thì có cái vỏ ngoài là bằng thép chống rỉ và chịu được cái độ va đập rất là cao. Thì các bạn có thể là tham khảo đây. Chất liệu của nó bằng cấu trúc bằng vỏ thép. Thì máy in mã vạch này thì nó hỗ trợ cái cổng kết nối là đa dạng, cái cổng như là USB rẽ 232 và cổng LAN để có thể là hỗ trợ cho kết nối cái hệ thống ở trong cái nhà sản xuất. Rồi đây là cái giao diện, đây là giao diện cái màn hình của máy BM42. Thì giao diện khá là thân thiện đối với người dùng, màn hình LCD, các cái phím cứng ở đây có thể là chúng ta sẽ dễ dàng tương tác khi làm việc. Rồi máy BM42 này sở hữu cái tốc độ in khá là nhanh, 300 mm/giây, có thể đảm bảo được cái yêu cầu và công suất trong một ngày đối với cái nhà máy. Thì bây giờ mình sẽ in thử để các bạn xem cái chất lượng. Đây là cái chất lượng con tem vừa mới được in ra, thì khá là sắc nét và đẹp, thì đảm bảo được cái yêu cầu khi mà chúng ta xuất hàng hóa. Xin chào các bạn, hôm nay công ty Thế Giới Mã Vạch chúng tôi xin hướng dẫn các bạn là lắp giấy mực đối với lại máy là Honeywell BM42. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên là chúng ta sẽ mở nắp máy lên. Đầu tiên là mình sẽ lắp giấy. Thì đối với máy công nghiệp này phải sử dụng cái khổ giấy là loại to. Rồi các bạn nhớ nẹp cái màu đỏ lại để mà cố định được cái khổ giấy. Các bạn luồn xuống dưới. Lùi xíu ở đây thì nó cũng sẽ có một cái nẹp màu đỏ để mà cố định cái khổ giấy của mình, để cho lúc in thì khỏi bị chạy qua chạy lại. Rồi các bạn nẹp cho nó vừa phải đối với khổ giấy của mình. Rồi ngay chỗ này nó sẽ có cái con mắt cảm biến để nó đọc được cái khổ giấy của mình. Ngay chỗ cái đèn màu xanh các bạn có thể theo dõi. Thì các bạn muốn điều chỉnh con mắt đó thì các bạn sẽ điều chỉnh bằng cái bánh răng hay chỗ cái ngón tay mình đang chỉ đây. Các bạn sẽ lăn thì nó sẽ chạy ra chạy vào. Mình sẽ điều chỉnh cho nó nằm trong cái khổ giấy của mình, để nó hiểu được khổ giấy của mình. Xong tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn mình lắp mực. Thì đầu tiên trước khi lắp mực thì mình phải xác định được đây là cái loại mực là outside hay là inside. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn sẽ xé một cái miếng đề can nhỏ, rồi bạn lột ra, bạn dán lên mặt mực, lột ra nó ra mực không? Nếu không ra mực thì đó không phải là mặt mực. Đây sẽ ra những cái màu đen, đây chính là cái mặt mực. Thì khi mà đã xác định được cái mặt inside hay outside thì các bạn sẽ lắp theo như là cái hướng dẫn nằm ở trên máy. Nó sẽ có hai đường đi, nếu mà inside thì các bạn hướng nó ra ngoài, còn outside nằm trong. Các bạn cứ theo dõi những cái đường mà hướng dẫn ở trên máy, thì là các bạn cứ lắp theo những cái đường đó thì có thể là dễ dàng hơn. Rồi tiếp theo là trục thu, các bạn cuốn lên sẽ có những cái đường mũi tên hướng dẫn nha các bạn cứ làm theo. Rồi bạn cuốn vài vòng. Cuốn vài vòng để cố định lại. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ đóng đầu in xuống. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành calip giấy. Rồi bây giờ là cái quá trình lắp giấy mực đã hoàn thành. Thì máy đã hiểu khổ giấy. Các bạn có thể là tiến hành in.